Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Nhân BB đây. Yeah, chúc các bạn ngày mới thật là nhiều vui vẻ các bạn ơi. Hey, lại một ngày nữa phải tiêu diệt bọn Haki Goki này các bạn ạ. À, mình đang cầm cái gậy của Tôn Ngộ Không đây các bạn ơi. Xem này, bụp 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 bụp. Hey, quá ghê gớm luôn, không biết hôm nay ai sẽ giúp mình đây các bạn ơi. Ui, ui các bạn ơi. Ôi trời ơi. Ui các bạn nhìn này. Đó là Venom. Ôi Venom các bạn ơi. Wow, Venom khổng lồ này. Ui, không ngờ ngày hôm nay người giúp mình lại chính là Venom. Wow, các bạn nhìn ơi, Venom nhìn đáng sợ chưa các bạn ơi, nhìn mình cho các bạn xem sát luôn. Ui, con Venom khổng lồ này. À, nói thật với các bạn đã biết nha, nếu mà các bạn đã xem phim Venom rồi ấy thì các bạn ạ, Venom chính là một con quái vật tốt các bạn ạ. Mình không biết các bạn đã xem chưa nhưng mình xem rồi. Venom á là một con quái vật tốt đấy. Nó nhập vào một anh chàng vật chủ tốt nên là anh chàng vật chủ đấy kiểm soát được con quái vật này. Và anh ta cũng là người tốt luôn. Con Venom cũng là người tốt luôn các bạn ơi. Nó đang đi giải cứu thế giới. Và hôm nay nó đã có mặt tại sân nhà Nhân BB rồi đấy các bạn ơi. Wow, Venom ơi. Ha, lần này chúng ta sẽ giành chiến thắng rồi. Với sức mạnh của Venom các bạn ạ. Một đội quân Venom luôn các bạn ơi. Đây các bạn xem này. Đó. Ui, nhiều chưa? Xem ngay. Tất cả các chiến binh Venom, các siêu nhện Venom ấy hình như cũng làm siêu nhện các bạn ạ. Hình như mình đoán vậy vì cái mặt của Venom nhìn nó rất giống là người nhện các bạn đúng không? Ấy, nó giống gen của con nhện ấy. Nhưng mà thực ra là Venom là một con quái vật ở người ngoài hành tinh các bạn nha, chứ không phải là siêu nhện đâu. Nhưng mà mình cũng sẽ cứ viết là siêu nhện nha, vì nó rất giống con siêu nhện các bạn ạ. Đấy. À, bây giờ nè, được rồi, quân mình từ đâu về rồi. Xem quân kẻ địch thế nào các bạn ơi. Ui, các bạn nhìn này. Ui, ở tường này có vết máu này. Kẻ địch chắc nó chỉ loanh quanh ở đây thôi. Ui, chắc là trận trước mình đánh bị thương chúng nó đấy mà các bạn ơi. Xem nào, bọn nó đi đâu rồi. Ui, trời ơi. Ui, kia rồi các bạn ơi. Ui, một đội quân thực sự ghê gớm luôn các bạn. Xem này, bay lên cao đây. Ui, các bạn nhìn này. Bunzo, Bunny. Ui, Bunzo, Bunny lần này. Và Haki Goki đông quá các bạn ơi. Xanh đỏ tím vàng luôn. Kishimishi kìa. Còn Mami Non Nen nó lại bắt được Kishimishi kìa các bạn ơi. Trận trước mình chưa giải cứu được Kishimishi các bạn ạ. Kishimishi ơi, anh ta đến đây. Sẽ giải cứu em ngay. Kishimishi ơi, anh rất là quý em luôn. Ui, nhưng mà lần này chúng ta phải nên sợ cái con Bunzo Bunny này đi. À, Mommy Non Nen thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà mấy con Bunzo Bunny này nó mạnh lắm các bạn ạ. Chúng ta phải cẩn thận các bạn ơi. Ui là trời ơi, quân nó đông chưa. Chuẩn bị sắp xảy ra một trận chiến đấy các bạn ơi. Thôi tốt nhất là chúng ta không nên đến gần nha. Chúng ta chỉ đứng nhìn từ xa thôi các bạn ơi. Đấy, mình đang zoom gần lại cho các bạn xem đấy. Mommy Non Nen. Ui, mình vừa bắn vào đầu nó luôn. Bunzo Bunny, Bunzo Bunny. Ui, thôi. Tốt nhất là chạy đấy các bạn ơi. Về nhà. Báo với lại Venom ngay các bạn ơi. Ui, trời ơi. Venom ơi, cái chiến binh Venom ơi. Trời ơi, lần này bọn chúng có nhiều quân lắm nè. Bọn chúng ghê gớm cực kỳ luôn. Nên là các anh ấy cố gắng mà chiến đấu nha, cố gắng mà giành chiến thắng nha. Đấy, nhất là anh Venom khổng lồ này, anh phải cố gắng lên giải cứu cái Kishimishi nha. Các bạn ơi, bây giờ đến lúc tất cả các bạn hãy ấn like video nào. Bây giờ mình sẽ đếm nha các bạn nha. Mình sẽ đếm từ 1 đến 3 và tất cả các bạn hãy ấn like video hết để chúng mình có thể giành được chiến thắng các bạn nhé. Ok, bây giờ mình đếm này. 1 2 3, các bạn đã ấn like hết chưa? Mọi người ấn like và đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo hết rồi đúng không? Vì các bạn làm như thế thì mình mới có thể giành được chiến thắng được các bạn ạ. Đó, đấy là nguồn động lực giúp Nhân BB và tất cả Venom siêu nhạy có thể giành được chiến thắng các bạn nha. Bây giờ thì get go luôn này. Nhờn với Nhân BB là cây gậy huyền thoại này sẽ tiêu diệt kẻ địch các bạn ạ. Để mình xử lý nó cho. Để mình, các bạn không phải lo. Ấy, các Venom cũng không phải lo nha. Cây gậy này của tôi cũng không các bạn ạ. Ui đâu rồi, ui kia kìa, Kishimishi. Kishimishi kìa các bạn ơi. Kishimishi đi đâu rồi, Bunzo Bunny này. Cái chỉ có Bunzo Bunny này. Haki Goki này. Này thì Haki Goki này. Ui, bọn chúng nó chạy đâu các bạn ơi. Ui, cẩn thận nha. Đấy, chết đi, đi tìm Kishimishi. Kishimishi đang ở kia các bạn ạ. Ui các bạn ơi, Kishimishi đang ở kia. Ui, Mommy Non Nen đang ở kia này.
Ui, bọn nó đang di chuyển các bạn ơi. Ui, nó vào đây rồi, nó vào đây rồi các bạn ơi. Bình tĩnh các bạn, đừng lo, đừng lo, đừng lo. Đã có mình ở đây rồi các bạn, đừng có lo. Để mình thể hiện cho mà xem. Đâu rồi, mày ra đây con này. Mày đây, mày đây, con Buzo Mini này. Ui, con Buzo Mini nó đem mình các bạn ơi. Ui, Haki, ok. Ui, không. Ui, bọn chúng ghê gớm quá các bạn ơi. Ui, bọn nó đến rồi kìa. Để mình các bạn ơi. Để mình, để mình, để mình. Ta ra đây, ta ra rồi đây. Haki, ok này, mày chạy đâu con nợ này. Chết đi, ta quyết đấu với mi. Quyết đấu với mi. Ui, nó cắn. Ui, các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, nó cắn này. Ui, ui, nó cắn siêu nhẹ nhiều quá các bạn ơi. Ui, con Buzo. Ui, ui, các bạn ơi. Ghê gớm thật sự luôn đây. Ui, Buzo Mini nó lại ra này kìa các bạn ơi. Để mình ra tới gần đây. Chết đi, chết đi. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. À, cái gậy tốt độ không. Đánh nó, đánh nó, đánh nó, đánh nó, đánh nó, đánh nó. Ui, con Buzo Mini nó đến rồi các bạn ơi. Cẩn thận nha. Ui, các bạn thấy chưa? Ấy các bạn nhìn đây. Ấy. Ấy, con Buzo Mini nhìn nó hiền với tôi á, nó nguy hiểm lắm đây. Đây, mình đang đập nó đây các bạn ơi. Ui 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 ui. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Chết đi, chết đi, chết đi. Chết đi, chết đi, chết đi. Ui, Buzo Mini. Ui, không được rồi các bạn ạ. Cái này không ăn thua, Buzo Mini nó mạnh quá. Buzo Mini chết đi. Ui không. Quân của mình, ôi Buzo Mini chết rồi các bạn ơi. Nhưng mà vẫn còn nhiều con Haki cookie quá. Ui bạn ơi, mình đang phải đổi vũ khí đây. À, không được rồi. Ui ui, chết rồi. Không được rồi các bạn ạ. Ui trời ơi, có mỗi một tí mà bọn chúng đang chiến đấu á, giành chiến thắng hết rồi các bạn ơi. Tất cả người nhện của mình đã bị tiêu diệt rồi. Ui trời ơi, bây giờ ai cứu được nhân Bibi đây các bạn ơi. Ê, buồn quá đi. Còn nhiều con Buzo Bunny này lắm các bạn ơi. Ui, ở kia đang có hai con kìa. Mình đang thấy nó đang đi kìa các bạn ơi. Con Mominong đang chúng ta vẫn chưa tiêu diệt được nó này. À, bây giờ mình sẽ quyết tâm các bạn nào. Quyết tâm, quyết tâm đấu với nó tới cùng luôn. Các bạn hãy tin ở mình đây. Mình đang tìm một khẩu găng cực kỳ mạnh đây. Các bạn hãy xem mình nhé. Đây, chờ tí đây, khẩu này thì sao. Được rồi. À, ha, ha, ha. Mấy con kia, mấy con kia ra đây nào. Mominong nhang này nó đang nhe mình này các bạn ơi. Ui 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 không. Ui giời ơi, vừa đến gần nó một tí nó bắt cho mình các bạn ơi. Ôi trời ơi, quá ghê gớm, quá ghê gớm luôn đấy. Đây, quá ghê gớm, quá ghê gớm. Mình phải chạy lên đây đi các bạn ơi. Chạy lên đây cho an toàn. Đứng xa bọn nó ra các bạn ạ. Đứng xa bọn nó ra. Ui, hình như hai con kia đang biết mình các bạn ơi. Bọn nó đang đến đây tấn công mình này. Ui, con Buzo mà con đi kìa. Buzo con đuổi. À, ấy súng mình đạn nổ các bạn ơi. Boom, đạn nổ này các bạn xem này. Boom, 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 boom. Ghê chưa, ghê chưa. Bọn nó đang lên đây các bạn ơi. Ui, Buzo đi, Buzo đi. Boom, 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 mình chết đi, mình chết đi. Trời ơi, nó ném mình các bạn ơi. À, chết. Ui, súng này bắn nó như vậy mà nó không sao đâu các bạn ơi. Để mình sử dụng súng rung nhang này xem nào. Con mắt rung nhang. Chết đi. Buzo Mini này, các mi dám tiêu diệt hết người nhẹ đúng không? Tao không thắng mi đâu. Ui trời ơi, bọn nó càng ngày càng kéo đến đây đông quá các bạn ơi. Ôi không, con Buzo Mini này trâu thật đấy. Trời ơi, đánh bắn nó vãi mà nó không chết. Nhanh lên, con Mominong nha, nó sắp đến rồi. Bum. Ui, ui chết rồi, chết rồi. Chết rồi các bạn ơi, nguy hiểm cho mình rồi các bạn ạ. Mình không biết bây giờ làm cách nào để tiêu diệt hết được bọn này. Bây giờ cây súng tăng hình này. Ui, một đám ở đây luôn này. Ui, bom Corona. Đúng rồi, cơ hội của mình. Chỉ sử dụng bom Corona máy ra tiêu diệt hết được bọn chúng các bạn ạ. Đây, ông Corona rồi. À, đốt cháy hết các mi này. Đốt cháy luôn. Đốt cháy luôn. Cháy hết chưa? Hai con Buzo Mini nữa. Mình cho nó bị cháy hết các bạn ơi. Mình sẽ đặt bẫy chúng nó ở đây các bạn ơi. Đấy, bọn nó đi vào đây, nó sẽ bị ăn bẫy của mình. Cứ xem này các bạn ơi. Cháy hết đi các bạn ơi. Tuổi gì, tuổi gì. Ui các bạn ơi, bọn nó định chạy hết xuống nước các bạn ạ. Ui, bọn nó chạy xuống nước này. À, bọn nó định giảm. Ui, nhiệt độ các bạn ơi. Cứu Kissimissi kia rồi. Kissimissi kia rồi. Mình thấy Kissimissi kia rồi các bạn ơi. Giả cứu Kissimissi ra rồi tính sao các bạn ơi. Đây rồi, Kissimissi ơi, em ở đây làm cái gì, em đi ra theo anh. Đi thôi Kissimissi ơi. Đi thôi. Đừng đứng ở đây. Ui, ui. Không. Trời ơi, đáng định giải cứu Kissimissi nhưng không thành công rồi các bạn à. Lần này á, đội quân Venom yếu quá các bạn ơi. Ui, con này đang bị cháy nè, đòi bắt mình các bạn ơi. Ui, nó bắt làm sao được, tuổi gì. Ui, 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 con trắng này. Trời ơi, nó nhảy cao quá các bạn ơi. Mình đang bảo là nó tuổi gì bắt nhân BB, không ngờ nó bắt được luôn. Oh my god, quá ghê gớm, quá ghê gớm. Giờ cách nào tiêu diệt hết bọn này, bây giờ nó đông quá. Bây giờ mình đang cố gắng để trèo lên trên kia để giải cứu Kissimissi các bạn ạ. Đây, mình sẽ cố gắng nha.
cố gắng các bạn ơi. Ui, Kishimishi ơi, Kishimishi ơi, bây giờ em ý, ôi, ôi, trời ơi, Bunzo, Bunny. Ôi không, các bạn ơi, trận đấu này khó quá rồi các bạn à. Mình rất khó giành được chiến thắng các bạn ơi. Quân mình cứu viện không có rồi các bạn ạ. Đấy, quân cứu viện của mình Venom thì lần này đã bị thua hết rồi các bạn ạ. Ui, Bunzo, Bunny này, Venom thì bị tiêu diệt hết rồi các bạn ơi. Còn quân kẻ địch thì rất là đông, nó có Momi Nong Niang này. Momi Nong Niang. Ôi không, trời ơi các bạn ơi, toang rồi, không hồi sinh được nữa rồi, mình chết cùng con thỏ rồi các bạn ơi. Ok các bạn nha, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái video của Nhân BB các bạn ơi. Các bạn nếu thấy thích video này nhớ like video và đăng ký kênh nha. Để video lần sau mình sẽ gọi thêm người nhện đến để chiến đấu với con Momi Nong Niang và con thỏ Bunzo Bunny này nha các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Nhân BB. Ok, ui Momi Nong Niang.